Thanh Kim Mỹ Permanent Makeup dưới sự điều hành của nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ, trên 36 năm hành nghề, chuyên phun xăm, phun thêu, xóa sửa xăm hư, độc quyền chuyên nghiệp pha thuốc không đổi màu. Trong tháng này, bớt 25% xăm thẩm mỹ, bớt 40% các bộ tóc giả nam nữ, tóc che hói, che tóc bạc, đủ kiểu, đủ màu, cũng như 3 cây son đủ màu không phai chỉ có 25 đồng. Khách hàng nói xem trên Lido Sài Gòn TV được tặng quà đặc biệt Thanh Kim Mỹ Permanent Makeup tại 9191 Bô Sa, căn 112, đối diện Phước Lộc Thọ, điện thoại 714-251-7533, 251-7533. Vâng, Thanh Hương cảm ơn quý vị vẫn giữ Lido Sài Gòn TV 57.7. Thưa quý vị, hôm nay Thanh Hương hân hạnh được tiếp chuyện với một nữ nghệ sĩ rất là xinh xắn và chị rất là tài năng. Hôm nay chị sẽ đến hướng dẫn chúng ta cách làm đẹp. Thì thưa quý vị, phụ nữ chúng ta không ai xấu hết, chúng ta chỉ cần biết trang điểm làm sao. Thì thưa quý vị, hôm nay nữ nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ chuyên về xăm thẩm mỹ. Thưa chào chị. Chào em Hương. Dạ. Thanh Kim Mỹ được hạnh phúc khi lên đài Little Sài Gòn, cũng được gặp được khán giả của đài và khách hàng nhiều năm của Thanh Kim Mỹ, cùng những người khán giả yêu thích Thanh Kim Mỹ về môn nghề ca hát cải lương. Và luôn luôn lúc nào Thanh Kim Mỹ cũng chúc cho tất cả được đẹp, khỏe, vui vẻ bên cạnh những người thân yêu của mình. Vâng, thưa quý vị, những cái lời chào của chị Thanh Kim Mỹ làm chúng ta thấy lúc nào chị cũng vui, là vì những cái xăm thẩm mỹ, những cái sắc đẹp của những cái vẻ đẹp của người phụ nữ làm cho chúng ta tự tin hơn, lúc nào cũng thấy chị vui hết. Thì thưa chị, nói về xăm thẩm mỹ thì Thanh Hương rất là thắc mắc là tại sao có rất là nhiều người xăm rồi bị hư rồi sau này đổi màu xanh hả thưa chị? Cảm ơn Hương nhắc nhở về cái vấn đề đó. Thì nhân dịp đây Thanh Kim Mỹ cũng luôn nhắc nhở xin quý cô, quý dì, quý bác và các chị, các em hãy tin tưởng Thanh Kim Mỹ 100%. 30 mấy năm nghề từ Việt Nam sang Mỹ cũng nhờ khách hàng yêu thương Thanh Kim Mỹ mà Thanh Kim Mỹ hôm nay được có cái ngày hôm nay, từ tiệm Thanh Kim Mỹ một căn cho tới bây giờ thành hai căn ở dưới lầu này nè. Wow. Hương. Rồi thành ra tại sao mà Mỹ phải được mở rộng ra, vì khách Thanh Kim Mỹ đông và học sinh dạy học cũng đông, vì Thanh Kim Mỹ làm bằng cái tấm lòng và 100% pha thuốc, dù mua thuốc Nhật, Mỹ, Hàn Quốc hay là thuốc bất cứ thuốc xịn cao cấp cỡ nào mà nếu không biết pha vẫn ngả màu xanh được như thường nữa Hương. Nếu như màu xanh đó thì mình không còn đẹp nữa. Yeah. Hay hoặc là một bên cao bên thấp, hoặc là cái chân mày lớn, chân mày nhỏ bị xanh nữa, thì thậm chí trong nhà, chẳng hạn như chồng của các chị hay các cô, hay hoặc là các con trong gia đình, trời ơi, nhìn thấy mẹ thấy rầu quá. Gọi điện cho Thanh Kim Mỹ, nói chị Mỹ ơi, em thấy mẹ em rầu muốn chết đi, cái chân mày thì xanh lè xanh lét, còn bên cao bên thấp. Chị Mỹ giúp giùm em nghe, nói chị Mỹ sửa hết xanh. Vâng, Thanh Kim Mỹ 100% vẽ trước, khách hài lòng, cái sếp. Đặc biệt là mình là người nghệ sĩ hay hoặc ca sĩ, dĩ nhiên phải vẽ đẹp, có đúng không Hương? Đúng rồi chị, đúng. Nhưng mà khách hàng thích lớn hay nhỏ, thích đậm hay lợt, đó là quyền của khách hàng, có đúng không? Thì nhưng mà ai xanh cỡ nào đừng buồn, hãy đến với Thanh Kim Mỹ. Chẳng hạn như mí mắt cũng vậy, xăm xong rồi màu vừa màu xanh rồi đi cắt hai mí, hay cắt nhiều quá thì do mình thích cắt để theo cái ý của mình, chứ mình không đổ thừa bác sĩ, thì cắt nhiều quá thì lại bị trợn, cái nó lòi cái xanh ra. Hương ơi, tội nghiệp lắm. Thành ra đến với Thanh Kim Mỹ sẽ vẽ lại cặp chân mày cho vừa ý, vẽ lại cái mí mắt cho vừa ý. Từ chỗ một người nghệ sĩ là Thanh Kim Mỹ, vẽ một cặp lông mày, một cặp mắt là sẽ đẹp cả khuôn mặt, không thấy chân mày bị cao thấp, không bị xanh, không thấy mí mắt bị trợn và mí dưới bị trề. Nhiều khi cắt mí dưới thì cũng bị trề vậy Hương. Dạ, mình rồi. Phụ nữ mình cũng biết điều đó phải không? Thành ra đến với Thanh Kim Mỹ không còn trắng trợn trề hoặc chân mày màu xanh cao thấp. Nhưng mà nói nhắc nhở nha, không phải nghệ sĩ mà bắt buộc khách phải là vẽ to hay là xăm đậm nghe, không có đâu. Ai thích lợt Mỹ làm lợt, ai thích đậm làm đậm, nhưng đặc biệt rất bây giờ là tự nhiên, là phun điều cũng tự nhiên. Mà phun thiêu từng sợi như một bộ lông mày thật, rất là đẹp, nhưng mà mình được tự hào là không ngã xanh ngã đỏ. Đó là mình cảm thấy mình vừa lấy tiền mà mình vừa phục vụ cho cô bác đồng hương.
mình cảm thấy hạnh phúc là mình lấy cái đồng tiền mình không có ngại. Là tại sao, thí dụ như ai mà Hương biết không, có những người bị xanh nhiều quá thì Lợi Thanh Kim Mỹ vẻ đẹp làm hết xanh tại chỗ đó nghe Hương. Nhưng mà 1,5 tháng nếu cô bác nói Mỹ ơi cho mình thêm chút nâu hay là chút nâu đen hay là chút lợt lợt chút xíu, sẵn sàng làm lại free. Nghề làm đẹp cho khách hàng là niềm đam mê của Thanh Kim Mỹ. Thưa quý vị, với một người nghệ sĩ thì cái tâm hồn của chị là một tâm hồn nghệ sĩ, thì chị làm với hết cái tấm lòng của chị. Và quý vị đến với Thanh Kim Mỹ Permanent Makeup, quý vị sẽ không cần lo, tại vì chị là một người nghệ sĩ, chị là một người artist. Chị nhìn cái khuôn mặt của quý vị, chị sẽ cho quý vị thấy là cái lông mày phải shape làm sao để cho nó hợp với khuôn mặt của mình, đúng không chị? Đúng chứ em. Nhiều quý vị vào và tôi muốn lông mày tôi kiểu Angelina hay là những cái tài tử mà chị nói là ồ bây giờ cái khuôn mặt của mình vuông hay tròn hay gì, thì chỉ với một cái cặp mắt nghệ sĩ của chị, artistic, chị sẽ giúp cho phụ nữ chúng ta có một cặp lông mày rất là đẹp, rất là tự nhiên. Thì thưa chị Thanh Hương, thắc mắc là giữa full sun với lại sun bình thường nó khác sao hả chị? Nó có hai loại. Full sun là mình even color, tức là nó điều màu. Chẳng hạn như giờ mình nói ví dụ những cô bác mà bị sun, mà nó bị sun là là đó là điều màu, là gọi là full điều màu. Nhưng mà Lợi Thanh Kim Mỹ sẽ sửa lại, cũng vẫn là full điều màu để cho hết sun, cho được đẹp tự nhiên. Chẳng hạn như tóc mình nâu đen hay là tóc mình medium brown hay light brown thì Mỹ sẽ chiều theo ý khách. Nhưng mà còn cái đặc biệt bây giờ nó khác con cái là sun thiêu. Phun thiêu từng sợi, có nhiều người nơi khác ta gọi là 3D, nhưng mà cái 3D đó nó như chữ V nằm. Chữ V nằm nó không giống một cái sợi thiệt của mình, là mình tạo ra một cái sợi của mình nó nằm cái nếp như thế nào. Thường thường á, trời mẹ cha mẹ mình sanh mình ra là ai cũng có lông mày, nhưng mà không thể nào 100% cái lông mày nó mọc đều. Hai bên thí dụ như mọc không đều, hay hoặc là một bên mọc nhiều một bên mọc ít, thì Thanh Kim Mỹ sẽ tạo cái sợi đó như sợi thật. Nhưng mà cũng vẫn vẽ cái shape để ưng rồi á, ưng rồi mình mới tạo cái sợi. Thì chị Mỹ nói là thầy muốn đi xong á. Nhưng mà mình nói như vậy nhắc đi nhắc lại, thí dụ như khách ngày xưa Mỹ mới qua Mỹ 10 mấy năm về trước mà nhiều mình chưa biết cái thời tiết lạnh hay qua cái gì nâu nâu đỏ đỏ, thành ra khách cũ cứ quay về là Thanh Kim Mỹ đặc biệt lợt thôi chứ không có ngã xanh, có đúng không cô bác? Thành ra về Thanh Kim Mỹ, nếu khách cũ về Thanh Kim Mỹ sẽ giảm cho 25%. Nhưng mà nói mình nói cái giá mới ở đây, nếu như ai xăm mới, xăm phun điều mà nhỏ gọn là 100, hơi lớn là 150, mà lớn nữa là 200, cái đó là có giá sẵn ở trong báo chí. Còn mà ai bị xanh mà mình vừa xăm vừa xóa để cho gọn cao lại, cho đều lại đó em, thì đó là 250. Còn nếu mà bị xanh mà lại không có xóa, bị cao bị thấp thì cũng vẫn có 200 thôi. Nhưng mà hãy trở về và đến với Thanh Kim Mỹ sẽ không thất vọng từ màu cho tới xếp, mà 100% đau không lấy tiền. Quý vị nhớ đến Thanh Kim Mỹ Permanent Makeup, chị đã có trên 30 năm kinh nghiệm. Và chị bảo đảm với quý vị là những cái sâm của chị sẽ không có bị đổi màu, phải không chị? Không đổi màu. Ngoài ra thì ai mà không có điều kiện sâm hết môi á, thì sâm cái viền cũng được, không sưng. Nếu mà sưng là Mỹ không lấy tiền cái viền môi để đi làm được luôn. Chưa nói tới sâm mài mắt gì, không cần biết, có cái máy steam để cho bớt sưng tại chỗ và chạy đi làm liền. Cái đó là Thanh Kim Mỹ bảo đảm 100%. Và ngoài ra thì chỗ Thanh Kim Mỹ cũng có lấy mụn đồ mồi tặng nhang. Và những cái ai bị nám kem, nám thì những cái bộ kem của Thanh Kim Mỹ là của Nhật. Nhưng mà mình thì cũng không phải là bác sĩ, không phải pha trộn. Nhưng mà kem này bảo đảm 100%, đang nổi tiếng từ lâu. Thì ai đến với Thanh Kim Mỹ, da Thanh Kim Mỹ ngày xưa tệ lắm, ai cũng biết á, nhưng mà bây giờ nhờ những cái bộ kem đó Thanh Kim Mỹ đã hết rồi. Bây giờ nếu mà chùi mặt ra, rửa mặt ra là trắng tự nhiên. Thì còn ngoài ra thì cũng những cái son không bay, ví dụ như không ai có điều kiện xăm hết môi thì xăm cái viền không đó. Thì Thanh Kim Mỹ có bán son không bay nổi tiếng từ lâu và bán rất là nhanh, hàng mới về rất là đủ màu, đủ loại. Mà nếu mà chỗ khác mà thí dụ ta bán chậm là cái mùi nó sẽ không có được thơm. Còn Thanh Kim Mỹ cứ tuần lấy cả ngàn cây vì vì bán 2 cây, một cây ngày xưa, ngày xưa 1 cây 15, 2 cây bây giờ 25, nhưng mà tặng 1 cây, Thanh Kim Mỹ sẽ tặng hoài, đừng có sợ, từ từ tới mua. Tại vì sao? Tại vì bà con thương quá, thành ra Thanh Mỹ sẽ có tặng son 2 cây và 25 tặng 1 cây thành 35. Ngoài ra có những bán những cái tóc của em, tóc thì không còn giờ nữa, Thanh Mỹ sẽ nói những tóc thiệt tóc giả gì Thanh Mỹ cũng đều có bán hết, như tóc như ngắn ngắn người của Thanh Kim Mỹ đó là từ 60-65 đồng. Nhưng đặc biệt Thanh Mỹ sẽ giảm 40% mà giảm hoài là tại sao? Tại vì thương những người già tóc rụng, tóc bạc,
thương những người bệnh xuống tóc hoàn cảnh gì đó. Thành ra Thanh em Mỹ sẽ 60 nguyên đầu tóc ngắn như chị em mình đó. 60-65 giảm còn 40 giảm 40% thì mình còn ít lắm. Thì còn những cái tóc dài nữa, lưng từ 70 cho tới tóc mình qua mông để đi lễ, đi chùa, đi nhà thờ, thì cái đó là cả 100 đồng, mình giảm 40% thì cũng còn có 50-60. Đúng rồi, quá còn rẻ. Tóc ngắn có chị em mình còn có 30 ba mấy. Wow. Vâng, thưa quý vị muốn có một nét đẹp tự nhiên và những cái môi môi son mà không có pha trong vòng 24 tiếng, giá rất là rẻ, những cái bộ tóc giả rất là đẹp, thì xin quý vị hãy ghé đến Thanh Kim Mỹ Permanent Makeup để cho chúng ta có một nét đẹp tự nhiên, một mái tóc đẹp và một đôi môi son không pha trong vòng 24 tiếng. Cảm ơn chị Thanh Kim Mỹ đến với chương trình hôm nay. Mong rằng quý vị sẽ đến ủng hộ chị rất là đông và hẹn lại quý vị lần sau. Xin cảm ơn. Dạ, trước khi chào quý vị khán giả thì xin nhắc, nếu ai có con em tới học xăm, Thanh em Mỹ dạy 500 đồng dạy hết trong cái môn nãy giờ nói qua, thì cái đó là Thanh em Mỹ bảo đảm vừa cho máy vừa cho thuốc luôn nha. Để học xăm từ 2 tới 3 ngày sẽ có model người thật. Và đến với Thanh Kim Mỹ tại cửa tiệm Thanh Kim Mỹ căn 112 nối liền 114 ở dưới lầu của đài Little Sài Gòn, đối diện Phước Lộc Thọ, là mở cửa 7 ngày trong một tuần. Và Thanh Kim Mỹ xin kính mời. Khách hàng nói xem trên Lido Sài Gòn TV được tặng quà đặc biệt Thanh Kim Mỹ Permanent Makeup tại 9191 Bồ Sa, căn 112, đối diện Phước Lộc Thọ, điện thoại 714-251-7533, 251-7533.